Chủ mến chào quý vị các bạn. Hiện tại chiếc MF185 đang kéo lúa. Bây giờ đang chạy ra nè các bạn. Thì ở đây là đang ở cái khu vực của Tân Biên ha. Không chạy được bài ra. Chạy ra đây chắc thêm hay các bạn. Có đếm bao đó hả? Đếm tàu trả đó. Là chắc 7 bao đó chứ sao ít thật à? Còn nhiều. Bên kia cũng còn nhiều lắm á. Giờ lên đường kia mày đếm đi, chắc nhiều nhiều tí chứ sao đi trong ruộng. Không có dính đâu bà, hết dính rồi. Đi trên ruộng là lên cái đường giống hồi nãy nó nguy hiểm á. Giờ mà anh lên 7 bao nữa. Xong rồi ra. Cũng lên lên. Muốn lên lên. Anh chạy mà không chắc nhiều chất. Không mà cái đó nãy mình đi theo mà lại đó quận đó nguy hiểm á. Đúng đấy. Đây là em nó. Đem cái đội theo thiệt bự luôn. Rồi sau là 18-4-30. Rồi để đội theo. Trước là nhiều đâu rồi. Xin mất dấu. Nghe đâu rồi. Lên sửa lại các bạn. Không. 70 rồi đó. Thêm 2 bao nó cũng được. 70 bao đó các bạn. Thêm 2 bao nữa là 5 bao nữa là chẳng luôn á. 2 bao nữa. Rồi bắt đầu xuống ra nha các bạn. Trời ơi cái gimbal tức gì đâu.
đi lên lọ có bảo khỏe hay đi chứ ruộng má mà này mấy chân chị này anh đang đứng cái mình lội xuống nước rồi. Mấy anh mấy phóng đang ăn cơm. Đó, dưỡng xe mấy anh mấy phóng này. Đoàn luôn. Con bò đi phé re. Cánh mọt xuống, cánh mọt xuống cái lỗ. Rồi, giờ đi tới. Rồi, tâm lòng luôn. Hai gọc cây, lấy hai gọc cây dục lên. Đó. Phải cột cái đó nữa. Cột cái đó lên. Rồi, Vũ cũng kết thúc khúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha.